Nhân xin chào cô chú anh chị mình nhé. Hôm nay thì Nhân sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một căn nhà nằm ở hướng Tây, và cái đường trước căn nhà của mình nó là lòng đường 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên 2m nữa, thì tổng cộng là con đường mình 10m nha cô chú anh chị. Căn nhà này thì nó nằm ở một cái khu vực tọa lạc tại hướng Tây của cái lốc H2, mã số của căn nhà của mình là 82H282. Thì căn nhà này nằm trong một cái khu vực có thể nói là dân cư mà đông đúc nhất hiện tại bây giờ của dự án Cát Tường Phú Sinh, tọa lạc tại xã Mỹ Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở phía này là cuối của dự án và giáp ranh với cái phần mở rộng của bên chủ tư công ty Cát Tường. Như đây là cô chú anh chị mình thấy là nhà dân hầu như là đông kín hết rồi. Từ vị trí này mà cô chú anh chị mình chạy khoảng 200m là sẽ ra tới ngoài kênh du lịch Sông Trăng. Từ ở đây là mình có thể nhìn thấy được ngoài kênh du lịch Sông Trăng nha cô chú anh chị. Căn nhà này, cái đặc biệt của nó là thứ nhất là cái giá nó rất là vừa phải. Chủ đang kêu bán với cái giá là 1 tỷ 400 triệu, và đặc biệt căn nhà của mình đã hoàn công rồi. Mình mua bán thì nhà mình có hoàn công rồi thì mình sẽ rất là an tâm, mình mua được đúng căn nhà. Và cái thứ hai nữa, mình muốn vay ngân hàng thì mình cũng sẽ được vay với một cái giá trị rất là cao. Căn này mà cô chú anh chị mình vay khoảng 1 tỷ là thoải mái nha. Rồi bây giờ Nhân sẽ mời cô chú anh chị mình vào trong để mình trực tiếp mình tham quan căn nhà. Căn nhà của mình là với cái diện tích là ngang 4, dài 16.3, xây thì sẽ chừa 2m sân trước để mình để xe máy nha cô chú anh chị. Tiếp theo mình sẽ bước vào là một cái phòng khách. Rồi Nhân khỏi bắt điện luôn nha, Nhân đi cho cô chú anh chị mình tham quan luôn. Để mình bắt hình. Rồi khỏi bắt điện luôn đi. Rồi bây giờ Nhân sẽ dẫn cho cô chú anh chị mình tham quan ở phía sau căn nhà. Căn nhà này được một cái là thiết kế cho mình một cái phòng ngủ ở phía dưới. Thì ví dụ như là cô chú anh chị mình mà nhà mình có ông bà cha mẹ lớn tuổi thì sẽ rất hợp lý, bởi vì có một cái phòng ngủ ở dưới như vậy đó thì cho ông bà ở dưới luôn. Tại vì khi mà ông bà đi lên lầu thì mình sợ là bị mỏi chân này kia hoặc là mệt mỏi này kia đó, đi khó khăn á, thì có một phòng ngủ ở dưới, mình ở dưới đây và đi vào trong phòng ngủ luôn thì sẽ rất là tiện lợi. Ở phía sau là sẽ là một cái phòng bếp rất là to và rất là rộng nha cô chú anh chị. Và tiếp theo là sẽ có một cái giếng trời cho cô chú anh chị mình, và có một cái khoảng trống ở phía sau nè. Ở dưới thì sẽ có một nhà vệ sinh. Cái nhà này thì của một cô, là cô đã mua đất xây lên ở, và hiện tại thì nếu như mình tính thì hầu như là cô không có ở được ngày nào hết. Từ một lúc xây xong thì có công việc đó thì cứ ở trên Sài Gòn suốt rồi, lâu lâu cô xuống cô thăm nhà này kia thôi, cho nên là cô mới quyết định là cô bán lại cho mình. Và cô bán lại với một cái mức giá rất là vừa phải so với cái giá thị trường hiện tại bây giờ. Căn nhà mình 4/16, một trệt một lầu, mà cái giá trị có 1 tỷ 4 thôi. Và đặc biệt là căn nhà mình đã hoàn công rồi nữa thì có thể nói là rất là khó kiếm hiện tại bây giờ nha cô chú anh chị. Cái cầu thang đi lên là được lót đá hoa cương màu đen nè, nói chung cũng khá rộng rãi ha. Tay vịn bằng gỗ. Lên lầu thì mình sẽ có một cái phòng ngủ trước. Phòng ngủ trước thì rất là to nha cô chú anh chị, rất là to luôn. Đây là cái view trước nhà của mình nha cô chú anh chị. Ở phía sau này mình sẽ có một phòng ngủ nữa. Thì tổng cộng căn nhà của mình là có 3 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới, ở trên thì có một phòng ngủ trước, và phía sau sẽ có một cái phòng ngủ cực kỳ rộng luôn, rất là rộng nha cô chú anh chị. Cái phòng ngủ này mà mình để một cái giường ở trong kia, rồi mình để
tủ quần áo rồi mình để kệ tivi này kia thì vẫn còn rộng luôn, rất là rộng, rất là dài. Tại trong cái video ấy, thì cô chú chị mình không có hình dung và không có nhìn rõ được, cho nên mình không thấy được cái độ rộng, còn mình ra ngoài thực tế sẽ thấy được cái độ rộng của cái phòng ngủ này. Ở phía sau mình sẽ có một cái nhà vệ sinh được. Và phía sau này mình sẽ có một cái toilet nữa nha cô chú anh chị. Rồi thì Nhân quay sơ lược cho cô chú anh chị mình nắm được cái diện tích, cái hiện trạng trong căn nhà cũng như là cái giá cả của cái căn nhà này. Thì cô chú anh chị mình tham khảo xong hết căn nhà rồi, thì ví dụ như mà cô chú anh chị mình thấy được cái giá này, cái tầm giá này mà nó phù hợp với tài chính của mình, thì lúc đó cô chú anh chị mình sắp xếp một ngày nào đó mình xuống đây mình tham quan căn nhà, mình xem vị trí căn nhà, rồi mình sẽ tính lại một lần nữa về cái tài chính của mình. Thì ví dụ như được thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ với Nhân. Thì tiếp tục là Nhân sẽ cho cô chú anh chị mình gặp chủ của căn nhà luôn, rồi mình sẽ thương lượng một chút xíu nữa. Thì chủ nhà cũng báo với Nhân là kêu một cái giá 1 tỷ 400 triệu, nhưng mà vẫn còn bớt một chút xíu lọc để khi mà cô chú anh chị mình về đây mình sinh sống, mình ở thì nó sẽ có một chút gì đó gọi là may mắn. Rồi cái phần đó thì khi mà cô chú anh chị mình thứ nhất mình ưng căn nhà, thứ hai là cái tài chính mình đủ được 1 tỷ tư rồi, thì lúc đó là mình sẽ thương lượng, ví dụ như mà chủ nhà người ta bớt được bao nhiêu á, thì tốt bao nhiêu nha cô chú anh chị mình. Còn về cái phần hoa hồng cũng như là cái phần mà phí sang tên sang nhượng này kia thì bên chủ nhà người ta cũng đã bao hết cho cô chú anh chị mình rồi. Rồi Nhân cảm ơn cô chú anh chị mình, cô chú anh chị mình muốn ký gửi cho Nhân thì liên hệ với Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Nhân sẽ xuống làm một cái video như thế này cho cô chú anh chị mình. Còn nếu như mà bây giờ mình muốn xem những video khác á, thì mình sẽ bấm vào những video trong màn hình nhé. Và Nhân xin nhắc lại một lần cuối cùng là cô chú anh chị mình ưng cái căn nhà này cũng như là cái tài chính mình sắp xếp đủ để mua cái căn nhà này thì liên hệ với Nhân để mình xuống mình tham quan, mình xem thực tế cái căn nhà, cái hiện trạng của nhà nó đúng với sở thích của mình, thì lúc đó mình sẽ tiến hành tới giao dịch và mua bán nhé. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video sau.